rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Huy ơi, công nhận là thời gian qua nhanh thiệt đó nha. Mới ngày nào em thấy mấy đứa nhỏ nhà em nghỉ hè, bây giờ đi học lại nữa rồi. Mà nhìn mấy đứa nhỏ đi học á, em nhớ hồi nhỏ đi học vui ơi là vui luôn. Anh Huy có nhớ hồi nhỏ đi học không? Nhớ chứ. Hỏi còn thơ ngày hai buổi đến trường, yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ. Ai bảo chăn trâu là khổ, tôi mơ màng nghe chim hót trên cao. Trời ơi, hôm nay anh Huy mày đặt nộp thơ nữa chứ. Em biết không, nếu mà nói về kỷ niệm ngày xưa thì rất là nhiều. Mà một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh là mẹ anh thường nấu cho anh ăn món xíu mại với là bánh mì nè. Wow. Món này rất là ngon. Mà em nghĩ là món này khó làm, với lại cũng lâu lắm nên người ta ít làm ở nhà lắm anh Huy ơi. Trái lại món này rất là dễ làm và đơn giản nữa. Mà đó cũng chính là món mà tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là món bánh mì xíu mại. Để chuẩn bị nguyên liệu và gia vị cho 4 người ăn thì chúng ta cần có bánh mì, thịt nạc dăm bằm. Ngoài ra chúng ta còn có củ sắn, cà chua, hành, ớt, dưa leo, ngò rí, hạt nêm aji ngon, hành tím phi, trứng, dầu điều màu, sốt cà chua ketchup, bột năng và một thành phần không thể thiếu được, đó chính là nước tương Lisa cùng một số gia vị khác. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Dạ. Trước hết là chúng ta sẽ cắt củ sắn ra thành từng sợi nhỏ và tiếp tục dùng một trái cà chua thật là chín. Các bạn nên lựa cà chua thật là chín để làm xốp thì xốp mới ngon. Chúng ta sẽ cắt cà chua ra làm đôi và bỏ bớt hột. Sau đó chúng ta băm nhuyễn. Anh nhớ là phải băm thật nhuyễn nha. Dạ. Anh nghĩ là nước cũng đủ sôi rồi đó em. Bây giờ chúng ta sẽ cho củ sắn vô trụng. Dạ. À. Tiếp tục chúng ta sẽ lấy hành lá, sử dụng khúc đầu đập dập và băm nhuyễn. Phần lá xanh chúng ta sẽ cắt nhỏ như thế này. Rồi bây giờ nước sôi như thế này thì đảm bảo là củ sắn đã chín rồi. Rồi bây giờ em cho ra đây. À đúng rồi, chúng ta sẽ để củ sắn cho ráo nước và nguội bớt. Khi mà củ sắn vừa nguội bớt, chúng ta sẽ vắt bỏ hết phần nước. Chúng ta sẽ bỏ hết nước để khi trộn chung với thịt và gia vị và hấp xíu mại lên. Xíu mại ăn sẽ dai và không bị bở thịt. Nhớ điều này nha. Dạ, em sẽ ghi nhớ điều này. Sau đó sẽ cắt ngắn như thế này, cho củ sắn vô. Tiếp theo là thịt, một cái trứng và gia vị. Chúng ta sẽ có đường, tiêu, muối, hạt nêm aji ngon, hành tím. Chúng ta sẽ băm nhuyễn trước khi trộn chung với các gia vị khác. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đánh đều lên. Tại vì cái món xíu mại này thì chúng ta chỉ hấp thôi, không có xào hay là chiên. Do đó thì chúng ta phi sẵn hành như thế này thì sẽ tạo cho món ăn được thơm hơn. Chúng ta sẽ cho thêm hành lá vô nha. Dạ. Còn phần đầu hành này chúng ta sẽ sử dụng để làm sốt. Dạ. Bây giờ trong thời gian đợi cho thấm á, anh sẽ bắt nồi để hấp. Dạ. Đây, chúng ta sẽ bắt một cái nồi lớn này để hấp. Sau khi chúng ta trộn đều gia vị thì chúng ta sẽ cho thêm một chút xíu bột năng vô để tạo thêm phần kết dính. Em trộn đều ha. Dạ. Rồi chúng ta sẽ sử dụng tay. Nè Ngọc Hưng xem anh nha. Dạ. Đây. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng nhìn đầu bếp Huy nặng những viên xíu mại với hình dáng tròn tròn thật là dễ thương. Sau khi chúng ta đã hoàn tất, chúng ta sẽ cho vô sửng và hấp khoảng 15 phút là được. Trong lúc chờ đợi thì chúng ta sẽ làm sốt. Khi mà chảo nóng thì chúng ta sẽ cho một ít dầu điều vô. Sau đó xào với đầu hành băm nhuyễn. Tiếp tục cho cà chua vô. Chảo đều. Chúng ta sẽ nêm sốt thêm với một ít cà chua ketchup. Chúng ta sẽ cho thêm một ít nước vô. Đây, và giảm nhỏ lửa nấu riu riu. Lúc này thì anh sẽ nêm nếm cho cái sốt cà chua nó vừa miệng. Dạ. Chút xíu muối nè. Muối, đường, hạt nêm aji ngon,
Bây giờ thì thời gian hấp xíu mại cũng đã đủ rồi. Anh sẽ lấy xíu mại ra. Wow. Và cho một ít nước dư của xíu mại vô đây. Tiếp tục anh sẽ cho một ít bột năng đã pha với chút xíu nước vô. Em khuấy đều cho anh nha. Dạ. Cho nó vừa độ sọt. Thật là đều tay nè. Dạ. Cuối cùng là cho xíu mại đã hấp. Và mình nấu xíu mại này trong khoảng 5 phút nữa là đủ. 5 phút thôi hả anh? Bởi vì mình đã hấp rồi đúng không? Đúng rồi. Anh Huy ơi, như vậy là được chưa anh? Em thấy nước sốt nó đã sình sệt lại rồi nè. Rồi, em đảo đều một lần nữa. Tắt lửa cho anh đi Hương. Dạ. Đó, sốt sấm là như vậy, rất là ngon. Đây, chúng ta sẽ ra dĩa. Nhìn rất là hấp dẫn đúng không? Sốt thì sấm lại. Mà có màu đẹp nữa. Đúng rồi. Chúng ta sẽ trang trí một ít ngò lên mặt. Còn chần chờ gì nữa? Chúng ta thử thôi. Đây, chúng ta sẽ sắn ra. Quết nhẹ vô. Nhưng mà nhớ một chút xíu sốt nữa. Dạ. Đây, em một miếng, anh một miếng. Anh Huy cho em miếng nước tương đi. Chút xíu nước tương nha. Dạ. Quý vị khán giả biết không, bánh mì xíu mại mà xíu mại anh Huy làm rất là thơm ngon với công thức chế biến như anh Huy đã vừa hướng dẫn. Vậy thì còn chơi gì nữa, quý vị hãy trổ tài để có thể cùng gia đình thưởng thức, đặc biệt là chúng ta có thể làm điểm tâm sáng cho cả nhà. Quý vị khán giả thân mến, hãy đừng quên đón xem chương trình được phát sóng vào giờ quen thuộc 11:50 trên kênh HTV7. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào chương trình lần sau. Còn bây giờ, Ngọc Hương và Anh Huy xin được chào tạm biệt quý vị.